Bún có rồi con. Rồi bún để ngoài ghế bạn.
bưng ra ngoài bàn. Bàn này nè, cái bàn ở trước đó thôi. Ừ, mỗi cái món gì đó. Không sao, không sao, không sao. Dạ, vô vô hết chứ. Vô nam như rồi đó, đây giờ chỉ dài tiếp đi. Mọi cuốn nào rất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú ơi, chú đừng có chạy nữa. Ngồi chờ mới nói được. Cố kén mình cho đi.